Xin chào các em. Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách nói lời chào, lời chia tay. Phần này, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu cách giới thiệu về trường em. Cô tin chắc là tất cả các em đều cảm thấy tự hào về trường mình đúng không nào? Vậy khi có một bạn đến thăm hay là bạn muốn được học ở trường mình thì mình sẽ giới thiệu như thế nào? Để biết được cách giới thiệu thì cô và các em sẽ đi vào bài tập sau đây. Nếu có các bạn ở nơi khác đến thăm trường, em sẽ giới thiệu thế nào về ngôi trường của mình? À, để giúp cho các em nghĩ được cách giới thiệu hay, thì các em hãy dựa vào một số gợi ý của cô như sau. Gợi ý thứ nhất, tên trường em là gì? Gợi ý thứ hai, trong trường có những gì em thích? Gợi ý thứ ba, hàng ngày em học gì, làm gì ở ngôi nhà thứ hai này? Và gợi ý cuối cùng đó là tình cảm của em với ngôi trường như thế nào? Các em hãy bấm dừng màn hình và thử suy nghĩ cho mình một cách giới thiệu thật hay nhé. Các em đã nghĩ được cho mình cách giới thiệu chưa nào? Để xem cách giới thiệu của các em có giống như của cô không, thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu từng gợi ý nhé. Gợi ý thứ nhất, tên trường em là gì? Để giới thiệu về trường em, thì mình có thể vận dụng cách nói lời chào, lời giới thiệu. Chúng ta có thể nói như sau. Chào mừng bạn đến với ngôi trường Nguyễn Viết Xuân. Hoặc là mình có thể nói. Chào cậu. Hân hoan chào đón cậu đến với ngôi trường Lê Quý Đôn. Thật dễ phải không nào? Sau khi giới thiệu tên trường rồi, thì chúng ta sẽ kể cho bạn nghe điều mà em thích ở trường. Cô ví dụ, mình có thể nói với bạn như sau. Tớ thích ngôi trường này vì trường có sân chơi rộng rãi, trường còn có vườn hoa đẹp và nhiều cây xanh. Hoặc mình có thể nói, tớ rất thích ngôi trường này vì ở trường có rất nhiều bạn bè, đặc biệt thầy cô giáo luôn ân cần dạy dỗ, quan tâm và yêu quý tất cả các bạn học sinh. Thật dễ đúng không? Tiếp tục, mình sẽ đến với gợi ý thứ ba. Hằng ngày em học gì, làm gì ở ngôi nhà thứ hai này? À, gợi ý thứ ba này thì các em sẽ kể cho bạn nghe những điều mình học được, làm được ở trường. Và mình có thể nói như sau. Ở trường, mình học được rất là nhiều điều thú vị và bổ ích. Mình được học tin học, được học âm nhạc. Đặc biệt là mình còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, rất là vui. Tiếp tục, mình cùng đến với gợi ý cuối cùng. Tình cảm của em với ngôi trường như thế nào? Gợi ý này thì rất dễ rồi. Các em hãy nói cho bạn nghe tình cảm của các em dành cho ngôi trường. Các em yêu quý trường như thế nào? Mình hãy kể cho bạn nghe các em nhé. Và qua bốn gợi ý này thì cô tin chắc là các em đã nghĩ ra được cách giới thiệu thật hay cho mình rồi đúng không? Sau đây cô sẽ chia sẻ với các em một số cách giới thiệu. Cô có lời giới thiệu như sau. Chào bạn đã đến thăm trường mình. Đây là trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Trường mình gồm 3 dãy nhà, 1 dãy văn phòng và 2 dãy phòng học. Các lớp học khang trang và sạch đẹp. Trong trường có một khoảng sân rộng để chúng mình vui chơi mỗi ngày. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui của mình, vì ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có bạn bè thân thiết như anh em trong một nhà. Mình rất yêu mái trường này. Mình dẫn bạn đi xem nhé. Cô giới thiệu với các em cách giới thiệu thứ hai. Chào bạn đã đến thăm trường mình. Trường mình mang tên trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, là ngôi nhà thân yêu thứ hai của chúng mình. Ở đây, chúng mình được gặp nhiều bạn bè mới. Các thầy cô giáo luôn ân cần, nhẹ nhàng dạy bảo chúng mình những bài học hay, uốn nắn cho chúng mình từng nét chữ. Trường có nhiều lớp học khang trang, đồ dùng dạy học đầy đủ. Sân trường rộng rãi và có nhiều cây xanh, tán lá xum xuê và bóng mát cho chúng mình chơi. Trường có khu vực sân khấu dành cho những ngày lễ lớn. Phía trước sân khấu là cột cờ. Và thứ hai hàng tuần, tất cả học sinh toàn trường tập trung ở sân trường để chào cờ. Mình rất yêu mái trường này. Mình dẫn bạn đi xem một vòng trường nhé. Các em thấy hai cách giới thiệu này như thế nào? Cô hy vọng là các em cũng sẽ giới thiệu hay như vậy. Qua bài học ngày hôm nay, chúng ta đã biết cách nói lời chào, lời chia tay với từng tình huống. Khi nói lời chào, lời chia tay
thì các em cần thể hiện thái độ lễ phép, lịch sự, tôn trọng người nghe. Và một điều, khi mà mình quên lời hứa với ai đó thì mình cần thể hiện thái độ biết lỗi và chân thành nhận lỗi các em nhé. Sau đó là chúng ta hãy thể hiện trách nhiệm bằng cách hẹn một ngày nào đó mình sẽ thực hiện lời hứa. Bên cạnh đó, mình cũng đã biết cách giới thiệu về trường em. Khi giới thiệu về trường em, mình sẽ giới thiệu về tên trường, điều mình thích ở trường, như là mình thích thầy cô, bạn bè và điều mình học được, làm được ở trường. Cuối cùng là các em hãy nói tình cảm của mình dành cho ngôi trường này. Muốn giới thiệu được hay hơn thì các em hãy phối hợp lời nói với cử chỉ điệu bộ. Như vậy là cô tin chắc các em sẽ có một lời giới thiệu hoàn hảo đó. Bài học đến đây là kết thúc. Các em hãy nắm vững nội dung bằng cách ghi nhớ sơ đồ tư duy. Vì đây là kỹ thuật ghi nhớ giúp các em thuộc bài nhanh, nhớ bài lâu. Sau khi ghi nhớ, các em hãy viết lại nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy. Mình cùng chia sẻ cho bố mẹ, bạn bè cùng biết nhé. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở chương trình Siêu trí nhớ học đường lần sau.